Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF ngày 2 tháng 3 tố cáo chính quyền Việt Nam sách nhiễu, quấy rối gia đình của blogger người buồn gió, tức Bùi Thanh Hiếu. RSF dẫn thông báo của ông Hiếu trên Facebook cá nhân về việc ông phải chia tay cộng đồng mạng một thời gian vì Hà Nội quấy rối người thân tại Việt Nam, kể cả người mẹ 86 tuổi hiện đang nằm bệnh viện. Ông Hiếu, người đang tị nạn tại Đức, tố cáo an ninh Việt Nam dùng thủ thuật bất chấp luật lệ nhắm vào giới bất đồng chính kiến. Đại diện của RSF đặc trách khu vực châu Á, Daniel Bastard, nói cách mà an ninh Việt Nam đang làm để bịt miệng một tiếng nói bất đồng chính kiến thật đáng khinh bỉ. RSF kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài có trụ sở ở Hà Nội, đặc biệt là Đại sứ quán Đức, giám sát chặt chẽ hành vi quấy rối của cơ quan chức năng đối với gia đình ông Bùi Thanh Hiếu. VOA chưa liên lạc được với Công an Hà Nội để tìm hiểu về các cáo buộc của ông Hiếu.